Liên quan đến vụ việc một thanh niên dùng dao đâm chết bạn gái ở Ninh Bình, thì cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Văn Nghị, sinh năm 1988, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình để điều tra hành vi giết người. Liên quan đến vụ án này, thì một trung tá cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình đã bị ngưng phân công trực để giải trình do một clip được người dân ghi lại cho thấy cán bộ chiến sĩ này có mặt tại hiện trường nhưng không quyết liệt ngăn cản hành vi của nghi phạm. Trước đó, thì sáng ngày 1 tháng 4, nhiều người nhìn thấy một đôi nam nữ đứng nói chuyện tại khu vực phía sau nhà thi đấu Ninh Bình trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Ninh Bình. Sau đó, thì hai người này to tiếng cãi vã, rồi cô gái bỏ chạy. Nam thanh niên đuổi theo và dùng vật giống chiếc kéo đâm liên tiếp, khiến cô gái gục xuống đường. Và sau khi đâm cô gái tử vong, nam thanh niên tiếp tục dùng kéo tự đâm vào cổ tự vẫn, tuy nhiên không chết.